Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Trong một lần quan sát cái móc khóa hình con chuột, ngoài cái khả năng là để soi đèn trong đêm tối, hoặc là để nhìn được cái ống khóa để mình mở khóa ra trong đêm, thì tôi mới chợt nghĩ là nó có thể làm được một cái việc gì khác, là nó có cái khả năng thêm như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi. Ba viên pin khoảng chừng 4,5 nha các bạn. Một cái chuông, một cái đèn led, một cái mạch IC và một cái công tắc. Nếu mình nhấn chỗ này thì nó sẽ báo đèn và nó kêu chít chít. Từ cái công tắc này mình đo giữa hai cọc của công tắc thì mình sẽ thấy được là nó có một cái điện thế là khoảng 3V mấy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nối cho nó thêm hai sợi dây dài để làm dây nguồn nha các bạn. Bên này dương, bên này âm. Sau khi hàn dây xong, bạn gắn nắp lại như lúc ban đầu. Bạn chừa hai cái dây nằm ở dưới chân. Rồi bạn vẫn test lại nha. Test công tắc. Chuột vẫn sáng. Chuột vẫn kêu. Rồi, bạn sẽ chập hai dây này lại, chuột vẫn sáng và chuột phải kêu. Đúng rồi đấy bạn. Trả lại vị trí ban đầu, bạn siết ốc lại cho chắc chắn. Bạn dùng hai lung đèn nhỏ, mình sẽ đặt ở dưới chân như thế này và mình hàn mỗi bên một sợi dây. Dùng keo nến, bạn dán hai chân lại. Rồi bây giờ mình test thử coi nó có bình thường không nha. Rồi kêu bình thường. Dùng một cái nhíp kim loại, bạn đặt hai chân và thấy nó kêu và sáng là bình thường nha các bạn. Tiếp đến bạn dùng một con chuột máy vi tính hư bỏ đi rồi các bạn, bạn lấy cái vỏ này thôi. Bạn dùng mũi làm răng, bạn xoáy nhẹ nó, tạo cho nó một cái răng nhựa. Bạn dùng 2 vít 500 nha, này nó hút nhau này. Rồi. Hai cái cốt bấm đầu dây nè. Rồi, hai cái lông đèn bạn bắt nó vô. Bạn dùng 3 transistor C9014. Bạn nối theo sơ đồ sau. Nối cực C 1 với C 2. Mình sẽ nối với lại C 2 với C 3.
dùng một đoạn dây đồng 8 cm nữa mà quấn vô cái loại ba ly, bạn hàng vô chân B của transistor 1. Chỗ này bạn cấp dây dương nguồn nha, âm nguồn nha các bạn. Trở lại ta lấy con chuột đã dán được hai chân dưới này, ta đặt lên 2 vít 500. Đây nha các bạn, nó không có rớt được. Bạn dùng đồng hồ đo vôn, ta đo đây là được 3.6 V nha các bạn, và cực phía bên này là cực dương. Rồi đi nguồn đánh dấu đỏ nha các bạn, mình đánh dấu đây hai dấu để mình khoan hai lỗ dây lên. Dương nguồn đưa lên phía bên dương. Phía bên âm nguồn cũng vậy nha các bạn. Hàng dây dương nguồn vô nút đền. Xong bạn vặn vít 500 vô cho bên dương nguồn. Tương tự bên âm nguồn bạn cũng làm y như vậy. Bạn đặt mạch vô trong thân của chuột vi tính, làm sao để cho cái phần giò lú ra ngoài. Vậy là được nha các bạn. Rồi, nó fit lại luôn. Đây, đặt chuột lên đi dò nha các bạn. Rồi giờ mình test thử nè. Mình sẽ đặt một sợi dây đo màu đỏ và dây đo màu đen. Đây, các bạn nhìn con chuột nha. Chập hai que đo lại. Đó. Bạn thấy nó sáng đèn và chuột kêu. Giờ mình thử đo cái bóng đèn này nha. Rồi, à vậy là chỉ còn có một tim thôi nhé các bạn. Tim này còn nè. Mình cấp nguồn nó thử coi. Đây, 12V nha. Bên này còn nè. Này đứt nè. Đó là một công dụng của chuột thông minh. Công dụng thứ hai của chuột là đo được dây nóng, dây nguội của dây điện nhà của mình nha các bạn. Test thử một cái sợi dây nóng này thử nha các bạn, coi con chuột nó báo nè. Đó, chuột nó sẽ chớp đèn nè, và dây nguội không có nè, dây nóng có nè, dây nguội nè. Đây là một ý tưởng của mình thôi, còn nếu các bạn có thể có những cái món đồ chơi nào mà nó có thể phát ra tiếng động bằng cách là chạm chập công tắc thì các bạn cũng có thể làm một cái món đồ y như vậy. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, bổ ích, xin vui lòng like, share và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video sau sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.